Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Jin. Ngày hôm nay bên mình vừa nhập được về một ít Samsung Galaxy Buds nên mình cũng đã tranh thủ làm luôn cái clip để trải nghiệm nhanh Samsung Galaxy Buds cho các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên để giới thiệu thì Samsung Galaxy Buds là chiếc tai nghe True Wireless mới nhất của Samsung. Trái với AirPods đã giành được rất nhiều sự quan tâm thì Galaxy Buds được Samsung bán tặng kèm. Xin lỗi bạn, không phải là bán tặng kèm, là tặng kèm khi mua cùng với Samsung Galaxy S10 và Samsung Galaxy S10 cộng. Đây, như các bạn đã thấy thì tai nghe đợt này về bên mình thì nó không phải là hàng nguyên siêu mà nó là hàng open box, tức là hàng đã mở hộp rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, mặc dù đã mở hộp nhưng mà đều là hàng chưa qua sử dụng nha các bạn. Bộ phụ kiện đi theo kèm Galaxy Buds đó chính là một dây sạc. Đây là dây sạc tai C nha các bạn, tai C, chính xác hơn là đọc chính xác hơn đó là dây sạc tai C. Và tiếp theo là một vài miếng đệm cao su dùng để thay khi mà miếng đệm cao su cũ của Galaxy Buds nó đã hỏng. Cũng không có quá nhiều phụ kiện đi theo kèm chiếc Galaxy Buds này. Theo như mình nghĩ thì một người đã từng dùng qua Galaxy Buds thì đây là một chiếc tai nghe khá là hay, chất âm tốt. Hình thức của Galaxy Buds thì cầm nắm khá là mịn. Khi so với AirPods Pro thì chiếc tai nghe của Samsung có phần dị hơn một chút. Nhưng cái cách làm này của Samsung thì nó rất là ôm vào tai khi mà các bạn sử dụng. Hai bên thì đều có ghi bên tai trái và bên tai phải. Nhìn hình dáng thì rất là dị, nhưng mà khi mà đã đưa vào tai thì nó lại cực kỳ ôm tai. Tiếp theo để mà nói, cái bề mặt phẳng này của Galaxy Buds nó được dùng để sạc không dây từ những thiết bị như Samsung Galaxy S10 và S10 cộng. Ở đây mình thì có chuẩn bị sẵn cho một chiếc Samsung Galaxy S7S để tiện trải nghiệm chiếc Galaxy Buds này cho nó cụ thể hơn. Trong quá trình mình trải nghiệm thì có một số đoạn thời gian mình sẽ nghe nhạc, thì lúc đấy thì các bạn sẽ không nghe được tiếng nhạc của chiếc tai nghe này, thì mong các bạn cũng sẽ thông cảm qua cho mình. Đầu tiên là mình sẽ bật Bluetooth lên này, scan đây rồi, Galaxy Buds đây, để mình chỉnh lại để đây một chút cho các bạn nó dễ nhìn hơn. Đăng bearing tức là đang kết nối vào và đã kết nối thành công, connected for call and media audio. Các bạn có thể cho mình được khoảng tầm 10 đến 30 giây để mình trải nghiệm qua về chất âm của chiếc Galaxy Buds này được không? Vâng, mình vừa thử qua một số tính năng cơ bản thôi và nghe một chút giai điệu của Galaxy Buds. Thì có thể nói rằng chiếc tai nghe này có một điểm khá là hay, đó chính là cả hai tay đều sử dụng được các tác vụ. Thứ nhất, một chạm tức là để bật nhạc, hai lần chạm để chuyển bài và ba lần chạm liên tiếp là để lùi lại bài trước.
Về chất lượng âm thanh mình vừa thử nghe qua thì đây là một chiếc tai nghe khá là hay. Chất lượng âm thanh ấm, và khi mà các bạn đã đeo tai nghe này vào thì nếu như bạn bật to thì có thể nói rằng sẽ không nghe được bất cứ một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào. Để mình thử trải nghiệm nghe nhạc lại một chút xíu nữa thôi. Có thể nói rằng nếu để ở mức âm thanh là khoảng 80% theo máy thì chắc chắn 100% là bạn sẽ chả nghe bất cứ được một cái tiếng âm thanh nào từ bên ngoài cả. Bởi vì đây cũng không khác gì so với những chiếc tai nghe True Wireless khác. Samsung Galaxy Buds thì có một số tính năng khá là hay, nhưng mà các bạn sẽ phải tải một phần mềm riêng của Galaxy về, đó chính là Galaxy Wearable. Đây các bạn có thể nhìn thấy tên đây. Open vào. Get Start. Đây là một phần mềm của Samsung họ phát triển ra để sử dụng các thiết bị khác của họ, nhưng mà chúng ta cũng không cần quan tâm khác. Chúng ta sẽ tập trung vào Galaxy Buds trước. Nó đang vào đấy các bạn ạ. Hơi lâu một chút. Ở đây thì mình không để chiếc điện thoại này kết nối với Wi-Fi thì không biết nó có ảnh hưởng gì không. Ồ, might not here. Có vẻ như nó sẽ cần phải kết nối với Wi-Fi một chút. Có vẻ như hơi dở nhỉ? À đâu? Ồ, không phải các bạn ạ. Mà là phải ấn vào chiếc Galaxy Buds kia. Ở đây thì có thể thấy rằng trong ứng dụng này nó có rất nhiều tính năng mà để kèm với tinh chỉnh. Tương tự như AirPods trên iPhone thì điều này giúp việc kết nối dễ dàng hơn và biến Galaxy Buds trở thành chiếc tai nghe True Wireless đầu tiên được trang bị khả năng này trong thế giới Android. Có rất nhiều tinh chỉnh dành cho chiếc Galaxy Buds. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần tip. Đây là phần giới thiệu những gì mà chúng ta có thể làm trên bề mặt cảm ứng của Galaxy Buds. Đây là một chạm thì chơi hoặc dừng nhạc. Hai chạm thì next bài hoặc là trả lời hoặc là kết thúc cuộc gọi. Ba lần chạm liên tiếp thì là trở lại bài trước. Còn này giữ chạm và giữ để thay đổi cài đặt. Tiếp theo đó chính là Ambient Sound. Ambient Sound đây là tính năng mà các mẫu tai nghe True Wireless đều được trang bị. Và điểm khác biệt của Samsung cho chúng ta đó chính là mức độ âm thanh mà chúng ta muốn nghe. Đồng thời có tính năng chỉ tập trung vào giọng nói, giúp cho anh em muốn hóng chuyện xung quanh thì cũng sẽ thuận tiện hơn, hoặc là đơn giản là có thể nghe rõ thông báo từ những nơi ồn ào như sân bay hay là bến xe. Nói chung đây là một tính năng cũng khá là hay. Samsung thì họ vẫn tập trung vào trải nghiệm giao diện người dùng cũng khá là tỉ mỉ. Tiếp theo đó chính là hướng dẫn cách mà chúng ta kết nối Galaxy Buds với các thiết bị khác bằng cách là chạm vào cả hai bên tai cùng một lúc trong 3 giây cho đến khi nghe được tiếng beep. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sạc không dây Galaxy Buds bằng các tính năng Wireless Power Share. Bằng cách này chúng ta có thể sử dụng Galaxy S10 hoặc Galaxy S10 cộng để trích một phần pin trong trường hợp mà chúng ta quên sạc Galaxy Buds. Ở đây thì có 3 phần.
đỏ tức là pin dưới 30%, vàng tức là pin dưới 60% và xanh tức là pin từ 60% cho đến 100%. Tiếp theo đó là phần equalizer. Tôi thực ra đọc tiếng Anh nó cũng không được quá chuẩn chỉ đâu, gọi là có thể nghe và đọc được thôi. Một mục mà có rất nhiều anh em sẽ thích. Samsung mọc làm cái mục này là như một bánh xoay ấy các bạn. Đây, chúng ta có thể chỉnh xoay. Cái mục này có tác dụng đó chính là chúng ta chỉnh được cái mức âm phù hợp theo từng cái gu nghe nhạc của mỗi người. Mình thì cũng có gu nghe nhạc nó cũng khá là dễ nên mình cũng không cần chỉnh nhiều, nhưng mà tùy theo gu mà anh em có thể chỉnh thôi. Clear, Dynamic, Soft hay là Bass Boost. Mình thì hay nghe về Soft nhiều hơn. Tiếp theo đó để xem nào. Notification tức là báo ứng dụng các bạn. Để bên mình cái mục này Samsung làm ra để cho mình dễ quản lý được các thông báo, được thông báo qua Galaxy Buds. Ví dụ như mình thích cái thông báo nào mà nó sẽ thông báo thẳng vào Galaxy Buds thì nó sẽ hiện thôi, còn những mục nào mình không thích vào thì nó sẽ không báo. Đây là một cái khá là hay. Tức là khi mà ví dụ khi mà mình muốn đeo tai nghe Galaxy Buds thì mình chỉ muốn có nhận thông báo từ ví dụ như kiểu Facebook hay là các thứ thôi, thì nó sẽ chỉ nhận thông báo từ Facebook. Còn những cái mục nào mình không thích thì nó sẽ không bao giờ nó báo. Cùng quay lại để xem có một cái gì nữa nào, cùng một trải nghiệm gì. Tóc bát này. Tóc bát là gì? Đây là một số tùy chỉnh cho bên tai trái, tai phải. Ví dụ như kiểu anh em mình muốn là tai trái hành động như thế nào và tai phải hành động như thế nào. Để ambient sound âm lượng giảm hay là các thứ thì nó sẽ chỉnh tùy theo tai trái và tai phải mình muốn chọn. Lock tóc bát tức là mình sẽ khóa lại những cái phần mình đã chỉnh ở trong bớt. Cái này thì chúng ta sẽ chỉnh tùy theo thói quen sử dụng của chúng ta thôi. Tính năng tiếp theo đó chính là tìm earbud. Tính năng này được sử dụng để trong trường hợp mà chúng ta chẳng may có làm thất lạc tai thì chúng ta có thể tìm nó được một cách dễ dàng hơn. Bởi vì bớt là một chiếc tai nghe không dây. Trong quá trình sử dụng thì cũng không thể tránh khỏi được một vài lần nào đó mà chúng ta bỏ nó ở một cái vị trí nào đó mà chúng ta không hề mong muốn. Đây, như các bạn có thể, tôi không rõ là các bạn có nghe được rõ không, thì đây là tiếng kêu mà bên chiếc tai trái đang kêu nhá. Xong rồi. Đấy, khi mà chúng ta chỉ cần bật ấn start thôi thì chiếc tai nào bị thất lạc nó sẽ kêu liên tục như thế. Hoặc là lúc nãy thì tôi để cái tai phải này ở trên tai thì khi mà chúng ta ấn start thì nó chỉ kêu bên tai trái. Đây, tôi thử bỏ cả tai phải và cả tai trái ra. Thì sau khi chúng ta ấn start thì cái tìm earbud này nó sẽ như thế nào? Bắt đầu to hơn một chút, to hơn một chút. Để tôi để sát vào camera xem các bạn có nghe rõ không nhá. Khá là hay. Tôi thì ở bên ngoài tôi nghe đấy rồi, còn không biết ở trong camera thì các bạn có nghe được không. Đấy, đây là một số trải nghiệm qua về Samsung Galaxy Buds. Thì các bạn thấy nó như thế nào? Ở bên mình thì Samsung Galaxy Buds này bên mình bán một cái giá nó cũng không quá cao, đó chính là 1.950.000. Cái giá rẻ như thế bởi vì đây không phải là hàng nguyên siêu, bên
Galaxy Buds này thì nó đã bị bóc siêu rồi nhưng mà nó đều chưa qua sử dụng nha các bạn. Các bạn thấy clip trải nghiệm của mình như thế nào? Nếu như các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe. Bên cạnh đó thì các bạn hãy, nếu như bạn nào quan tâm đến kênh mình nhiều hơn thì các bạn hãy xin cho, thì các bạn cho mình xin một follow. Điều này, một subscribe thì đúng hơn, thì những cái clip hay và mới nhất hoặc là những cái sản phẩm nào mà bên mình đang sale thì bên mình sẽ up lên clip và các bạn sẽ được tiếp cận nó một cách tốt hơn. Còn mình xin được phép dừng clip này tại đây. Một clip trải nghiệm mình làm cũng khá là dài. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo đến từ Mr. Jin.